Quốc, một hòn đảo xinh đẹp với khí hậu ôn hòa được thiên nhiên ban tặng những cái bãi biển đẹp nhất hành tinh, đang dần trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới của thế giới với tỷ lệ tăng trưởng du lịch lên đến 30% mỗi năm. Chính vì vậy mà càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước và các đơn vị vận hành quản lý quốc tế lựa chọn Phú Quốc là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Và chúng ta đang đi trên cái cung đường đại lộ Gateway. Ở đây thì chủ đầu tư xây dựng loại hình là nhà phố thương mại, mặt đường 60m, nó chính là cao tốc An Thới - Dương Đông. Và bên phải chúng ta chính là giai đoạn 2 với những căn gateway chẵn chủ đầu tư họ đang hoàn thiện và xây dựng. Và đây là hình ảnh về toàn cảnh về dự án nhà phố Sun Grand City New An Thới với hơn 800 căn nhà phố thương mại và nhà phố liền kề, đất ở sở hữu lâu dài đầu tiên và duy nhất tại Nam Đồng Ngọc Phú Quốc. Vừa nhà phố Gateway có vị trí nằm trên cái trục đường đẹp nhất và có tính nhận diện thương hiệu mạnh nhất tại Phú Quốc. Đại lộ Gateway đường 975, con đường huyết mạch kết nối xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái du lịch Phú Quốc với 4 làn xe ô tô hiện đại kết nối trực tiếp đến sân bay Phú Quốc và là cửa ngõ vào 50 công trình du lịch nghỉ dưỡng, giải trí tỷ đô của Sun Group. Và đặc biệt là kết nối hệ sinh thái từ bờ đông về nghỉ dưỡng và bờ tây là vui chơi giải trí. Và đây là những cái hình ảnh về những căn nhà phố giai đoạn 1, 40 căn nhà phố Gateway, mặt đường đại lộ New An Thới đã hoàn thiện mặt ngoài và cất lóc 100%. Ở đây thì trong bảng hàng hiện tại chỉ còn mở bán khoảng 10 căn nhà phố Gateway giai đoạn 1 với những mã căn là mã căn lẻ, với diện tích lô đất là khoảng 166 đến khoảng 170 m2, diện tích xây dựng sàn là 118 m2 một sàn, với mặt tiền là 7,5m và sâu 22m. Nhà phố Gateway không chỉ là cái điểm đón đầu dòng khách du lịch cao cấp đến từ các cái khu nghỉ dưỡng hạng sang mà còn thừa hưởng lưu lượng giao thông nhộn nhịp đến từ hai khu dân cư đông đúc nhất của Phú Quốc là thị trấn An Thới và Dương Đông. Và đây là cái con đường đại lộ Gateway. Phía trong này thì là các cái căn nhà phố liền kề nhà và nhà phố thương mại khác. Và mặt đường Gateway này thì các bạn có thể xem những hình ảnh này, nó sẽ kết nối trực tiếp với những cái trục đường chính, đấy là trục đường AT, trục đường 36 hay là các cái trục đường liên kết vào các cái đường ngách của trong dự án Sun Grand City New An Thới. Và đây là những căn nhà phố Gateway giai đoạn 1 nằm trên cái mặt đường 60m. Nhà phố Gateway còn sở hữu một cái thiết kế thông minh với diện tích sàn sử dụng tổng xây dựng là 5 tầng, từ 638 đến 840 m2 và giúp tối ưu các cái công năng sử dụng, có thể kinh doanh nhà hàng, ngân hàng, cà phê, showroom, lưu trú hoặc làm văn phòng công ty hoặc là để ở, hoặc là chúng ta có thể kết hợp kinh doanh vừa ở vừa kinh doanh. Đặc biệt nhà phố Gateway sở hữu từ 2 đến 3 mặt tiền đều có thể kinh doanh được, nên có thể kinh doanh hai ngành hàng và hai chủ khác nhau trên cùng một căn. Và đây là cái mặt tiền chính của những căn nhà phố Gateway giai đoạn 1 với những cái mã căn lẻ. Và mỗi căn nhà phố Gateway ở đây thì chúng ta đều thấy là có hai mặt tiền, và đây là những cái mặt tiền trước của những căn nhà phố Gateway. Mặt tiền sau thì sẽ quay vào khu dân cư. Và đặc biệt là nằm trong cái quần thể khu đô thị Sun Grand City New An Thới thuộc 6% quỹ đất ở đô thị tại Phú Quốc, và Shophouse Gateway mang đến cho các cái chủ nhân quyền sở hữu sổ đỏ lâu dài, hay chúng ta còn gọi miệng là sở hữu vĩnh viễn không thời hạn. Và sẽ không lâu nữa thì Phú Quốc sẽ xuất hiện thêm những cái công trình mang tính chất biểu tượng, những cái điểm đến mà bất kỳ du khách nào đến với Phú Quốc cũng muốn check in, như là tháp chuông đồng hồ Central Village, lạc bước vào cái thị trấn Amalfi bên bến bờ Địa Trung Hải với những ngôi nhà đủ sắc màu nhấp nhô, thấp thoáng những ô cửa ngập tràn hoa và nắng của Sun Primavera. Cầu tình yêu, các show diễn Vortex sẽ được khởi công vào tháng 1 của năm 2021. Và tất cả khi các hạng mục khánh thành thì nhà phố Gateway sẽ là cái điểm kinh doanh cực kỳ thuận lợi với những cái dòng khách du lịch, đoàn, tour tuyến. Và anh chị quan tâm đầu tư về những căn nhà phố Gateway tại dự án Sun Grand City New An Thới thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để cập nhật thêm những cái thông tin cũng như là chính sách bán hàng mới nhất từ chủ đầu tư Sun Group, cũng như là thông tin về giai đoạn 2 nhà phố Gateway với những căn mã chẵn
chuẩn bị mở bán trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.